chục là. Ủa là bữa là tuần lễ này anh lấy cọc là nhiêu? 77. Lấy công nhiêu? 300 à. Bây giờ con công 300. Rồi bữa nay là sụt xuống hả? Sụt còn sụt 200 đó. Các loại lúa sụt 200 hết á. Loại nào cũng sụt hết. Ủa gì kỳ vậy? Mới đây sụt nữa rồi. Vậy là coi chừng nó đi cái bài giống như cái mùa vụ trước nữa rồi. Thì nó xuống nhưng mà đằng này lúc giao kẹo đủ mẹ không có lên xuống rồi lên rồi cũng vậy mà xuống cũng vậy lên 10.000 cũng vậy xuống cũng mẹ 10.000 cũng vậy đó. Nhưng mà bây giờ nó nói xuống rồi mai mốt nó trả mình xuống làm sao? Không đã hứa rồi mà. Nhưng mà anh mới có lấy có mấy trăm ngàn hả? 300 ngàn. Chứ anh đâu có lấy. Chứ nó đâu có giao nhiều. Thì đó chính vì đó bây giờ nó nói với anh là bây giờ sụt xuống 7.300 rồi thì cái giá 7.300 rồi đó anh đâu có làm gì được nó đâu. Bây giờ 7.700 sụt 200 đó còn 7.500 đó. 7.500 hả? Tôi mới điện gò sáng. Rồi nếu mà nó giữ được cái giá 7.500 không hay là xuống nữa? Cái này mình có biết đâu hả? Bên ghe mua lúa nó báo vô còn báo mình thôi chứ mình làm gì mình biết. Cái tình hình đó là ở ngoài thị trường là cái giá nó cũng đang nhích xuống vậy á. Thì nó chứ không phải là không, nhưng mà mình sợ là nó sẽ xuống nữa rồi sao ta? Biết đâu rồi. Tôi tới bữa 27 thì cắt rồi mà. 27 thì nó còn khoảng 10 ngày nữa hả? Đâu có, bữa nay 23 rồi. 4 ngày nữa hả? 4 ngày nữa hả? 4 ngày nữa lúa này xanh không anh? Không, lúa này đâu có phải lúa bình thường. Vậy hả? Lúa này còn tới tới mùng này. Của anh của OM 18 luôn hả? Vậy là OM 18 thì giá 7.700. 7.700 mà bữa nay nó báo còn 7.500. Hôm nay nó sụt xuống còn 7.500. Rồi không biết là còn 4 ngày nữa thì nó như thế nào. Cũng hồi hộp không? Không. Bây giờ tao cho mày sụt 7.000 mày cũng ngày căng tao 7.700 rồi chứ không có chuyện có lương được. Bây giờ mày không chịu thôi bây giờ tao lỡ vụ này vụ sao tao không bán mày nữa đó. Nói cho mày biết tại vì mày co mày không nắm được, mày không có định được cái thằng ghe mà. Mày phải nói rồi mạnh cho thằng ghe nó biết chứ mày lên với sao được. Chứ hồi năm rồi đó nó cũng sụt tình trạng như vậy đi. Mình cũng đâu làm gì được nó đâu anh. Nhưng mà tôi quen biết tao nói bây giờ ý của mày sao? Bây giờ mày muốn mặn ăn lâu dài hay mày mặn vô này mày nghỉ rồi xong. Mày muốn mặn ăn lâu dài thì mày đương người ta chứ đủ mày căng thẳng người ta cũng tội nghiệp người ta chứ. Đa phần là trong vụ là nó sẽ đưa cái giá xuống. Thì thường thường có tiếng rồi cuối vụ nó sẽ lên giá lại. Cuối vụ nát giá lên giá. Đó thì bây giờ là hồi đầu vụ thì anh nói là anh lấy được 7.700 mà bây giờ nó mới dừng mấy ngày thôi phải không? Mới tuần lễ này đó. Thì nó đã xuống là 200 rồi. Còn 7 chưa đạt tuần lễ nữa tôi lấy ba cộng 18 mình đó. Mới 5 ngày à? Bữa 18 mình đó. Thì bữa 17 nó báo tôi đằng này đồng ý bán rồi bữa 18 nó chuyển tiền nó đưa bữa 18 nó đưa tiền cho tôi. Tình hình cũng hồi hộp quá ha, chưa tới cắt mà chưa lấy tiền là mình còn hồi hộp. Thì anh nói đúng rồi đó, tức là tại vì anh hứa với tôi là 7.700. Thì anh hứa tôi 7.700 tôi chịu bán anh mới chuyển tiền cho tôi. Bây giờ ý anh sao đâu đâu anh nói tôi nghe coi. Giống như vụ trước đó mình nói rồi là nó cũng vẫn sụt xuống đó, mình đâu có làm gì được nó đâu. Nói chứ bây giờ dân đó người ta cũng kinh nghiệm rồi đó chứ. Giờ gọi người ta hỏi giờ anh mua không nó mẹ biết đụ má nó quánh rồi lên bờ xuống ruộng nó hè đó chứ đừng đó anh muốn mua anh muốn bỏ anh bỏ rồi đó giờ nó quánh lộn thưa ra làm gì nó bây giờ tôi hỏi rồi theo giờ mấy ông rồi mấy ông xử lý làm sao hả? Bây giờ thí dụ lỡ sụt quá mấy ông cưa hai đi mấy ông cưa hai mấy ông bóp cho nông dân không ạ đúng không? Bây giờ cưa hai giờ sụt ngàn giờ cưa ngừng 500 triệu cho cái đó là rất là hài lòng luôn á đúng dạ, không dạ cưa hai đúng rồi lúa nếu mà tôi thằng mua lúa là tôi cưa hai giờ cô bác ơi giờ nó sụt xuống 800 đồng đúng không? Giờ cưa hai ngừng 400 triệu cho dạ ý anh là anh cũng chấp nhận cưa hai luôn. Tôi vẫn chấp nhận còn nãy sụt tôi lúa nó nói giá gì đó rồi bán không rồi bán rồi nó cắt không bán thâu rồi nó chỉ ngó một mình nông dân chịu. Ừ rồi á là khi nó mua là cuối vụ rồi lên giá lại thì nó lời. Nó lời dũng rồi á mấy còi bị quánh đủ mẹ lên coi có luôn hả anh? Có không có nó quánh tùm lum rồi nè. Bạn nghe nói cái ông nào nó quýnh mà chở được bệnh viện luôn hay gì đó? Có
gì ghê vậy trời? Thì con này nè. Con này luôn hả? Ừ, con này nè. Năm nay vậy tình hình nó cũng nó hơi cân xuống ghe rồi nó hạ giá xuống rồi nó chịu cho nó trả tiền chịu xúc lúa lên đi đủ mẹ đàn bà nó mới dí quánh đó, chứ đâu phải khơi khơi nó quánh nó chuyện gì đó. Ủa sao nó ngang trời? Thì bả vậy từ cái nhược điểm nó mới quánh chứ đâu phải mà bẻ lại chim hai cũng được hay gì. Con này nè. À ông cò hồi năm trước mua cái này nè, bây giờ rồi. Bây giờ ông vẫn như vậy nữa. Nhưng mà bây giờ nó vẫn đang cái tình trạng nó đang bị sụt, anh đang bị lỗ 200 rồi đó. Bởi vậy. Rồi bây giờ cái năm rồi cái thằng này nó làm ngang cái kiểu đó đâu có được. Chúng nó mới quánh quánh là bên Diêu Môn mình đó. Thì em có nghe nói cái điều đó. Tức là bây giờ nó nhai rồi nó đem xuống ghe nó rồi nó cặn rồi luôn đem xuống ghe. Rồi nó nói rồi cái giá gì đó. Chịu nó trả tiền. Nó chịu xúc lúa lên đi đủ mẹ thằng này nó mới quánh chứ đâu phải mà bây giờ cô bác lúa sụt quá trời sụt hoài. Thôi bây giờ đó là cái người mua lúa giờ thông qua bé mai giờ sụt xuống 1.000 đồng rồi đó, giờ bé mai người 500. Dạ. Rồi đó lấy 8.000 phải không, giờ dạ. Còn 7 cử đó, lần này cũng mất 500, chị cũng mất 500, chịu chưa? Người ta cũng vẫn chịu, còn này ông nói đủ mẹ giờ xúc lúa lên nó xúc đó, bởi nó mới xúc rồi ông đó. Giờ... quánh luôn. Quánh, đủ mẹ đi tới đâu nó bị quánh đó đó. Nó ra mày Thái An là nó mua ngoài nó nói đủ má là cắm cổ mày luôn nha, tao không quánh nó mày. Mày làm sao đó, kêu vợ ra năn nỉ. Trời ơi, nhưng mà vậy mà còn chưa bỏ tật nữa hả? Đồng nhà đủ mẹ nó quánh nó chạy vòng vòng vòng. Chạy về nhà nó trốn. Đủ mẹ mày ra nè. Tại ở đây tao quen mặt hết rồi. Quá vậy. Chạy đâu cho thoát. Rồi công an qua nó xử lý. Xử lý sao anh? À, thôi giờ lỡ rồi giờ nông dân chịu hẹp đi, giờ năm tới mình bán nó bán thôi, quyền của nông dân mình giờ có ai mà bán nó. Nó thất thu vụ này dữ lắm nè. À vậy là cũng ít người bán thôi. Giờ bán người ta không chịu bán nó mẹ ăn câu. Tại nó làm ăn vậy rồi ai bán nó nữa. Nói vậy. Rồi tao bán người khác hả? Tao bán người khác. Nghe nói ở đây mình cũng được 3-4 người mua ha anh. Cái địa bàn này có 2 người. Ở đây là xã Định Môn hả? Ở xã huyện Thái Lai, thành phố Cần Thơ. Đó. Thì em nghe tình hình là năm rồi cũng quýnh vụ này nè, mà năm nay bây giờ ở cái vụ này nó đã sụt nữa, nó y như cái năm rồi em lo cho bà con à. Nhưng mà nông dân bức xúc nó cũng quánh nè, để sụt sụt rồi nó bức xúc nó cũng quánh rồi, giống nói chuyện tào lao đó. Thằng này nó bỏ cái ông, bỏ giọng bột phóng, hiểu không? Bột phóng là sao anh? Bỏ phóng là hồi trước đó là nó bỏ phóng nó lời lúc. À. Nó lời. Nó xuất tiền túi ra. Dạ. Bỏ trước. Bỏ trước nhưng mà nó giống như nó phóng cái giá lên. Nó phóng đại cái giá. Nó phóng đại. Cái điểm thứ hai nữa tới chừng ngày cắt ở giờ lúc đó tôi giao là cho ông là 50 triệu. Dạ. Tôi hỏi ngân hàng. Dạ. Đưa lãi lời tôi. À. Cái thứ hai nó lời nữa. Lời. Nó mua lúa 7.000 bán ông lại 7.200, chịu chưa? Đúng rồi. Đó, thì nó lời hai đầu đó. Lời được hai đầu luôn. Lời hai đầu. À cho nên ăn quen. Nó ăn quen, nó bỏ phóng ăn quen, cuối cùng nó phóng cái quá hốt. Bị đánh luôn. Nó chờ đỡ không nổi. Rồi bây giờ cái vụ này thì người ta bỏ nó nhưng mà anh vẫn bán cho nó. Anh vẫn bán cho nó ra giá... không tôi bán cho khác hả? Thằng khác thằng đó giờ thì nó cũng đàm đạo nó đụ mẹ sụp quá trời, giờ cũng phải chịu quá đi rồi chứ giờ sao giờ người ta không phải nó ngang với mình. Dạ đó. Rồi nhưng mà vậy là tình hình ở đây bà con thì 7.700, còn ở ngoài kia nó chưa trả giá trả gì hết luôn, nó không nói gì luôn. Đó thì 7.700 nhưng mà nó đã nói với anh là nó sụt xuống 200 rồi. Mới sáng là tôi điện đó nè. Tại giờ tôi kêu nó giật ngày cắt lại. Nghe, nó nói từ bữa 27. Tôi kêu thấy lúa chín quá rồi. Dạ. Coi mà giật ngày cắt lại ra được không? Nó đụ mẹ giờ nó sụt nữa rồi, ní ơi đụ mẹ sụt cái 200 nữa rồi. Chết cha. Rồi tới ngày cắt không biết là còn y vậy nữa không? Năm nay giống như năm rồi nó cứ cà sụt ngoài hoài. Mà mấy nhảy này ngỏ quyết định giá chết mẹ đi cho người ta mà ăn đúng không? Dạ.
nó bây giờ cái gì giá thị trường cái gì cũng lên hết, phân vật tư rồi công cắt nó cũng lên, nó lúng lại lên nó... Em nói với anh là gạo cũng lên nữa. Cái gì cũng lên. Mà tại sao lúa nó không lên? Công bằng cũng vậy nữa, công bằng ôm thường thường xa 100 lên 120, 130 rồi đường nào. Không đáng mình chú ruộng mình hạ tiện công có 10.000 bạc đó ai mà cho mình, đúng không? Bởi tự nhược điểm mà nó trơn còn đắt dữ hơn. Vậy là coi như nông dân mình lúc nào cũng thiệt thòi anh hả? Thiệt cá trơn à, cái gì cũng chịu thiệt. Bởi vậy đó, nó cũng rất là khó. Và bây giờ đang cái đà đi xuống nè chứ. Bây giờ vụ hè thu thì sắp gặt mà là giá tự nhiên cái nó sụt xuống vậy. Đã, sụt xuống 200 rồi đó. Mấy ngày nữa thì không biết làm sao nữa. Đó, bị rối rồi đó. Rồi thôi em cảm ơn anh. Về nghỉ trưa đi anh, cho khỏe nha. Đó, tình hình rất là tình hình nữa rồi.